cứ để tất ở đây này cho đủ, xong rồi tí bốc vào kho sau. Tủ lạnh thì để trên thùng xe á, tủ lạnh cứ để trên thùng xe tải á. Mở cái nắp ra. Một công là thành ba bộ, có nhà một công là đó. Cần về xe ba chân bốn chân hai ba chân gì nó dè lại vỡ mẹ cái điện thoại. Đây là điều Elito máy 9000. Đây là có chức năng điều khiển wifi. Dòng cao cấp là nó là dòng Joco Seli. Còn có một loại điều hòa nữa là không có chức năng wifi này thì sẽ rẻ hơn được vài trăm nghìn.
bảo hành một đổi một trong 2 năm. Mọi người lưu ý là sẽ có hai loại, một loại là có điều khiển wifi thì nó là seri Joco seri, giá nó đắt hơn, dòng rẻ thì không có ghế. Thì cứ ăn hết bộ này vào trong đã. Đấy, cái vứt kia đã cho đủ đấy, người sao? Nhưng mà lại xếp một cọ này. Cho xuống hết đi xong để em. Năm ngoái một lúc nhập cái điều hòa Asanzo 80 bộ bốc lòi khói mấy cái xe liền lên mới đủ, mà cả quả điều hòa nữa mà mấy xe liền bốc. Năm ngoái bán Asanzo nhiều. Ở dưới thành Nga nhập luôn.